Đây chính là những viên không khí chiên giòn, món ăn nổi tiếng của nhà hàng Feva ở thị trấn Castelfranco Veneto. Để làm ra loại đặc sản này, đầu tiên đầu bếp Di Nato sử dụng bột sắn hộp tạo nên thứ mà anh gọi là đám mây bột sắn hộp. Tiếp theo, anh chiên những đám mây nhỏ ấy trong dầu cho giòn, rồi tiếp tục xếp khô chúng. Bước cuối cùng là cho không khí, hay nói đúng hơn là các phân tử ozone vào trong những đám mây bột sắn đó. Chúng ta cần đưa ozone vào những viên bột sắn rồi chiên giòn trong 10 phút. Bằng cách này, món ăn sẽ có mùi hương của ozone. Theo đầu bếp Nicola Di Nato, ozone sẽ mang đến cho món ăn hương vị của vùng cao. Anh thường bày món không khí chiên giòn trên kẹo bông gòn để giúp món ăn vừa ngọt ngào, vừa giống như những đám mây nhỏ.